luôn. Và mặc dù là chị Tấn lớn tuổi và là thí sinh biểu diễn sau cùng, nhưng mà bằng giọng hát đầy nội lực thì đã chinh phục hàng triệu con tim khán giả trong căn phòng này. Chắc lẽ là cho chị Tấn một tràng pháo tay thật lớn đi các anh chị ạ. Dạ, một giọng ca đầy nội lực phải không các anh chị? Chị Tấn có thể đi thi tiếng hát chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh đó chị. Dạ, chắc có lẽ là mình sẽ đặt giải. Và em đảm bảo là sẽ qua được vòng gửi xe, yên tâm. Và sau đây em xin trân trọng kính mời một lần nữa sự xuất hiện của 6 gương mặt đại diện cho 6 tiết mục cùng di chuyển lên sân khấu và nghe công bố kết quả. Xin mời. Dạ, xin mời 6 gương mặt đại diện của 6 tiết mục còn lại. Hiện giờ chỉ có mới tiết mục biểu diễn thời trang thôi ạ. Còn các tiết mục còn lại xin mời Phúc Nguyên cùng di chuyển lên không ạ? Phúc Nguyên. Dạ, xin mời các tiết mục còn lại chúng ta cùng nhanh chân di chuyển nghe công bố kết quả. Dạ, và còn 3 gương mặt đại diện nữa ạ, 3 gương mặt đại diện. Hiện giờ thì trên đây đại diện ông bà anh, đại diện của khúc hát thanh xuân, đại diện của tiết mục thời trang, em đại diện của đón xuân, còn các tiết mục của thiên nhiên tuyền định đã có và tiết mục và tiết mục nhảy, còn tiết mục thiên nhiên tuyền định và rồi đã có sự xuất hiện. Và kính thưa tất cả anh chị, lần này là do cái phần thưởng nó hơi dữ dội một chút xíu. Nhưng mà trước khi tới với công bố kết quả thì em sẽ công bố phần thưởng trong buổi tối ngày hôm nay. Và phần thưởng trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là 10 phần thưởng dành cho tất cả các anh chị. Và một lát ở đây, 10 phong bì này, các anh chị rút may mắn phần nào, nhận phần đó. Có thể mình về chót nhưng mà mình được giải cao. Và các anh chị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt dành cho ban tổ chức vì lý do giải đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, đó là một căn hộ cao cấp. Một tràng pháo tay thật lớn đi các anh chị, một căn hộ cao cấp McHugh. Và giải thưởng thứ hai là một phần quà, một cặp vé để uống cà phê tại du thuyền 5 sao, ngắm hoàng hôn, chiêm ngưỡng mặt trời mọc trên dòng sông Seine thơ mộng của nước Pháp. Một tràng pháo tay thật lớn. Và giải thưởng tiếp theo đó là một chuyến du lịch xuyên Việt, lúc nào đi cũng được. Và kính thưa tất cả anh chị, giải thưởng tiếp theo đó là một vé massage chất lượng thế giới. Chỉ cần nhấc điện thoại lên, gọi sẽ có người phục vụ tận nơi. Đó ha. Cứ giải thưởng nào mà dữ dội là các anh chị vỗ tay thiệt là lớn cho em. Và những phần thưởng này là giá trị như ban tổ chức công bố nha các anh chị. Không có một sự gọi là lừa gạt gì ở đây hết. Không có, đảm bảo. Và phần thưởng tiếp theo đó chính là một chiếc điện thoại cao cấp iPhone 7 SIM 8 sóng 12 mạng, gọi điện xuyên quốc gia không sợ tốn tiền. Phần thưởng tiếp theo là một sản phẩm chăm sóc tóc trọn đời tại salon tóc đẳng cấp nhất thế giới. Em nghĩ là anh Hiếu có thể là lấy cái sản phẩm này được anh Hiếu về chăm sóc tóc của mình nha. Rồi tiếp theo phần thưởng là một cặp vé chăm sóc sức khỏe gia đình theo tiêu chuẩn quốc sở tế tại bệnh viện Hoàng Mỹ. Tiếp theo là một phần thưởng cặp vé khứ hồi khoang business của hãng hàng không VN Airlines, check-in mọi lúc mọi nơi, muốn bay lúc nào cũng được. Khi bay nhớ mang theo dù. Và phần thưởng cuối cùng đó chính là một phiếu phiếu ăn buffet tại một nơi ấm cúng nhất. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho ban tổ chức. Chúng tôi quên công bố giải thưởng cuối cùng, đó là một chai rượu đế càng uống càng thê. 10 giải thưởng. Và giờ đây ban tổ chức chúng tôi sẽ công bố kết quả cho miếng nhạc hội họp. Và kính thưa tất cả các anh chị, ban tổ chức đã có kết quả trong tay. Nhạc hội họp vô. Ban tổ chức xin được chúc mừng một tiết mục đã giành được 578 lời yêu cầu. Xin mời tiết mục Ly Rượu Mừng bước lên một bước. Nhạc tiếp. Xin mời tiết mục Ông Bà Anh bước lên một bước.
Tiết mục nhảy bước lên một bước. Tiết mục thiên nhiên tiền định bước lên một bước. Đón xuân bước lên một bước. Khúc hát thanh xuân bước lên một bước. Và thời trang bước lên một bước. Nói chung là bước lên hết. Đứng xa quá chụp hình không có thấy rõ. Và ban tổ chức xin được trân trọng, chúng ta sẽ có tất cả, tất cả là 4 giải. Và giải đầu tiên em xin chúc mừng. Một trong những tiết mục biểu diễn hoành tráng dữ dội với số điểm rất cao. Và các anh chị muốn biết tiết mục nào đoạt được giải nhất, chúng ta sẽ đến với ít phút quảng cáo. Hết ít phút quảng cáo. Và kính thưa tất cả anh chị, sau đây ban tổ chức xin chúc mừng một tiết mục đã xuất sắc giành được giải phong cách trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là tiết mục Đón Xuân. Các anh chị nhận được 578 lời yêu cầu đã xuất sắc đoạt được giải phong cách, người ta gọi là giải tư. Yên tâm, 7 tiết mục mà mình giải tư là mình được rồi. Thí dụ về mình báo với bạn là 7 tiết mục mình giải tư. Và kính thưa tất cả anh chị, bạn chung của tiết mục Đón Xuân, học chung trường ngồi chung lớp, xin mời. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn dành cho khúc hát thanh xuân. Các anh chị đã đoạt được giải hoa hậu phong cách. Và giải tiếp theo, hoa hậu thân thiện, xin được chúc mừng hoa hậu thân thiện với bài hát Thiên nhiên tiền định. Đồng giải tư luôn chị. Yên tâm, mình tới 4 giải tư lận, 7 tiết mục 4 giải tư. Mình về mình khoe bạn mình giải tư là được. Và tiết mục đã đoạt được giải tư xuất sắc sau cùng, đó chính là tiết mục Đón Xuân, tiết mục khúc hát thanh xuân và tiết mục thiên nhiên tiền định và thời trang. Là 4 tiết mục đã xuất sắc giành được giải tư toàn đoàn. Và còn 3 tiết mục ông bà anh nhảy và ly rượu mừng, tiết mục nào là tiết mục giành được ngôi vị quán quân trong buổi tối ngày hôm nay? Ban tổ chức không để tất cả anh chị chờ đợi lâu nữa, và em xin được chúc mừng tiết mục đã giành được ngôi vị ở hậu 1, tương đương với giải nhì của chương trình, đã thuộc về tiết mục nhảy. Sao không ai vỗ tay hết vậy? Dạ, xin chúc mừng ở hậu 1. Và chúng ta sẽ đến với giải bông hậu và ở hậu 2. Ở hậu 2 tương đương với giải 3 của chương trình, và giải bông hậu đồng nghĩa với ngôi quán quân, giải nhất hay là ngôi vô địch. Xin mời ở hậu 2 và bông hậu có thể bước lên phía trước một bước để ban tổ chức công bố kết quả. Đó là tiết mục ông bà anh và ly rượu mừng. Hai tiết mục này, các anh chị nào bình chọn cho tiết mục ông bà anh vui lòng vỗ tay. Tiết mục ly rượu mừng vỗ tay. Hiểu kết quả rồi nha. Và ban tổ chức xin chúc mừng nhạc phẩm đã giành được ngôi vị quán quân trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là ly rượu mừng. Với điều kiện không có nhạc phẩm ông bà anh. Và điều đó chứng tỏ ông bà anh đã xuất sắc giành được ngôi vị vô địch trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn nữa đi các anh chị à. Dạ, và kính thưa tất cả anh chị, ban tổ chức công bố từ đầu rồi. Công bố cho có vậy thôi. Bây giờ tới là phần lựa quà. Đó, lựa quà, lựa quà. Và sau đây, xin mời giải nhất song pha lựa trước. Đó, giải nhất lựa trước. Xin mời tiếp theo, đó là tiết mục nhảy lựa thứ hai. Từ từ công bố, từ từ mở giải, từ từ mở giải. Và xin mời anh qua, anh lựa chọn đi anh. Ở đây có 10 phong bì, 7 giải, còn 3 giải còn lại là thuộc về em. Và xin mời tiết mục ly rượu mừng của anh Hiếu. Anh Hiếu lựa nha. Em thấy là anh Hiếu là số này là số đỏ, mặc áo màu đỏ là số rất là đỏ. Và tiếp theo xin mời tiết mục thiên nhiên tiền định cùng lựa hàng của ban tổ chức. Xin mời chị. Và xin mời tiết mục tiếp theo đoán xưng. Còn 2 tiết mục còn lại, dạ di chuyển lên lựa hàng luôn. Rồi, xin mời chị di chuyển qua đây. Biểu diễn thời trang với lại khúc hát thanh xuân nha. Và xin mời tất cả anh chị mình có thể công bố kết quả của ban tổ chức. Phần thưởng đó là gì? Xin mời khui ra.
Quay ra, quay ra. Dạ, và xin chúc mừng nữ ca sĩ với nhạc phẩm Thiên Viên Tiền Định. Một phần thưởng đó là một phiếu voucher ăn buffet tại nơi ấm cúng nhất. Đó là, dạ, một bộ chén dĩa giống gì hết. Dạ, vỗ tay cho bộ chén dĩa. Đây, đây, ban tổ chức đây. Dạ, phần thưởng là một chiếc điện thoại cao cấp iPhone 7 SIM 8 tống 12 mạng. Dạ, cái điện thoại nhựa giống gì hết. Vỗ tay cho cái điện thoại nhựa của em. Dạ, điện thoại này là mắc in chợ lớn nha các anh chị. Đem từ Sài Gòn ra đây, cái tiền vé máy bay nó mắc gấp 30 lần cái điện thoại nhựa đó đó. Và xin chúc mừng, một phần thưởng đó là một chuyến du lịch xuyên Việt đến bất kỳ nơi nào muốn đi thì đi. Đem đôi dép Lào ra tặng ảnh. Anh muốn đi đâu anh đi. Dạ, phần thưởng đó là một đôi dép Lào. Đó. Có luôn nha, đó. Anh Hiếu mang tại chỗ luôn nha. Rồi, xin mời tiết mục xuất sắc mở màn đầu tiên, Khui Hàng. Thanh 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 Thanh. Trời khó anh không mà. Một phần thưởng đó là một... Một phần thưởng đó là một vé massage. Tuổi này đi massage là hơi khó nha. Và mấy bạn mà kỹ thuật viên là đấm học hồi là coi chừng đó. Đó, đưa chú coi lại coi. Phần thưởng là một vé massage chất lượng thế giới. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi. Cái món này là món gì đây? Dạ, một cái cây lăn mặt. Massage mặt, dạ, muốn lúc nào tự massage cũng được. Nhẹ nhàng, xin mời. Dạ, một phiếu chăm sóc sức khỏe trọn đời theo tiêu chuẩn quốc tế của Bệnh viện Hoàng Mỹ. Dạ, đem hàng ra đây. Dạ, đúng rồi, một bộ đồ chơi, đồ nghề bác sĩ đó các anh chị. Đó, hay quá, chào bảo tay. Dạ. Mặc dù là những giải thưởng của chúng tôi là giải thưởng đúng là sự thật, giá trị không cao, nhưng mà chủ yếu giá trị tinh thần. Vỗ tay một lần nữa cho ban tổ chức về cái giá trị tinh thần này. Và một phần thưởng đó là một chai rượu đế, càng uống càng phê. À, cái này giá trị. Xin mời đem hàng ra. Và một chai rượu Red Label. À, xin mời chị. Tết năm nay về, ông xã có đồ. Dạ, ông xã có đồ. Và xin công bố phần quà tại một căn hộ cao cấp McHugh. Đó chính là một cái ổ khóa với chìa khóa. Và anh thích căn nhà nào anh vô anh khóa cửa lại. Anh khóa cửa lại xong anh rút chìa khóa anh bỏ túi nhà tôi là được. Nhớ nha, lát nữa ra kiếm cái nhà nào cứ khóa lại, chủ nhà vô không được là nhà của mình. Và các anh chị còn chần chờ gì nữa mà không, cho một tràng pháo tay thật lớn với những màn biểu diễn xuất sắc và những phần quà cực kỳ ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa và kính thưa tất cả anh chị, công bố rồi, vỗ tay rồi, tặng quà rồi. Dạ đúng rồi, em xin mời về chứ đứng đây chi nữa.